biên cương với chào nhiều nhé, kể nhau nghe những chuyện vui buồn ở chiến trường, chuyện ân tình mình đã yêu thương. À, thưa các bác nhá, em có con 5 ly này, em thanh lý này, à, để trong kho cũng lâu rồi. Nó là con Technic SUA70, con 5 ly này khá nổi tiếng các bác nhá. Tất cả nó bọc nhôm nguyên khối hết, bạn nào về thì lấy cana đánh bóng sạch là được, nó không bị trầy xước nhiều đâu. Con này hình thức là em thấy là ổn đấy. Con cho cắn mép mép chỗ này nhỏ nhỏ thôi. Đánh ngon lành. Ba tép. Tôi là ngon. Đấy, tất cả mọi người rất là ngon. 20 tuổi đời biết mình là phận trai trong thời quê chính chiến, tôi lạnh lùng ra đi. Mịt mờ ngoài phương xa tìm vui qua trăm miền, chẳng mơ ước chi ngày đêm súng trên tay lo diệt thù. Rắc vào vàng hết rồi. Tháng trôi dần, chiến trận còn dài lâu, tôi vẫn vui chiến đấu không quan ngại gian nan. Chắc vui mà đâu mấy ai nhắc tên người.